Chào mừng các bạn đến với bản tin cuối ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Tuyền Văn Hóa Vlog. Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật tin tức mới nhất về thế giới bóng đá. Và bây giờ là những tin tức chính. MU muốn cướp siêu trung vệ trước mặt Bayern Munich. MU được cho là đã sẵn sàng cạnh tranh với Bayern Munich để giành Jonathan Tah, cầu thủ vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo của câu lạc bộ Bayer Leverkusen. Quỷ đỏ đã hoàn tất bản hợp đồng mùa hè đầu tiên bằng việc chiêu mộ Joshua Joshi, tiền đạo người Hà Lan, 23 tuổi, đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 36,5 triệu bảng Anh từ câu lạc bộ Bologna đến Old Trafford. Bây giờ huấn luyện viên Erik ten Hag hy vọng rằng sự xuất hiện của Joshi chỉ là sự khởi đầu cho nhiều sự bổ sung lớn khác. Huấn luyện viên người Hà Lan đang rất muốn tăng cường hàng phòng ngự và được biết đến rất muốn có được Matthijs de Ligt từ Bayern Munich. Trong khi đó, gã khổng lồ nước Đức đang tiến gần đến việc chiêu mộ Jonathan Tah, 28 tuổi, từ Bayer Leverkusen. Hậu vệ này là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Đức tại Euro 2024 và màn trình diễn của anh ở giải đấu này cũng khá ấn tượng. Tuy nhiên, phóng viên Florian Plettenberg tuyên bố rằng MU đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của Jonathan Tah vì họ vẫn chưa thống nhất vào điều khoản với Bayern Munich về Matthijs de Ligt. Anh đăng trên X như sau: "Tôi được biết Manchester United đã hỏi thăm Jonathan Tah trong vài ngày qua. MU biết rằng không có thỏa thuận nào giữa Bayern Munich và Leverkusen và vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng nào giữa MU và Bayern Munich về việc chuyển nhượng Matthijs de Ligt cả." Trong khi đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Willy Kamwagla sẽ rời khỏi Manchester United để chuyển về câu lạc bộ Villarreal theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn. Villarreal sẽ trả 10 triệu euro cho Manchester United, sau đó có hợp đồng thời hạn 5 năm với cầu thủ này. Người hâm mộ MU rất vui mừng khi biết được mức lương mà cầu thủ mới Georgie sẽ được trả. Anh sẽ nhận được mức lương hàng tuần là 56.000 bảng Anh sau khi ký hợp đồng 5 năm với Quỷ Đỏ. Georgie đã lọt vào mắt xanh của Ten Hag với 12 bàn thắng sau 37 lần ra sân ở mùa giải trước. Và mùa giải ấn tượng ở Serie A cũng giúp anh có được một suất trong đội hình Hà Lan tham dự tại Euro 2024. Anh ấy đã ra mắt đội tuyển trong chiến thắng ở tứ kết trước Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi Georgie có lần ra sân thứ hai trong trận thua ở phút cuối cùng của Hà Lan trước Anh ở bán kết. Casemiro suýt gãy chân. Tiền vệ Casemiro đã bị vào bóng thô bạo đến mức suýt gãy chân ở trận đấu giao hữu đầu tiên của Manchester United trong hè này. Đêm qua, Manchester United đã chơi trận đấu giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn trước thềm mùa giải mới. Đối thủ của Quỷ Đỏ là câu lạc bộ Rosenborg. Trận đấu này diễn ra tại Trondheim của Na Uy. Dù tung ra đội hình xuất phát với 5 cầu thủ đội 1 là Evans, Wan-Bissaka, Mason Mount, Casemiro và Rashford, nhưng Erik ten Hag đã không thể giúp Manchester United giành chiến thắng. Quỷ Đỏ đã thua 0-1 bởi bàn thắng của tiền đạo Noah Jinholm ở phút 90+3. Một trong những điểm đáng chú ý ở trận đấu này là cú vào bóng thô bạo của một cầu thủ Rosenborg với Casemiro. Phút 18, trung vệ Thomas Nemsic dẫn bóng lao lên phía trước rồi bị ngôi sao người Brazil ngăn chặn. Trong nỗ lực giành lại bóng, Nemsic đã đạp thẳng vào ống đầm của Casemiro, khiến chân của tiền vệ 32 tuổi suýt nữa gãy đôi. Casemiro lập tức nằm sân trong đau đớn, nhưng may mắn đã đứng dậy và thi đấu bình thường sau đó. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Ten Hag đã rút cựu sao của Real Madrid ra khỏi sân. Chứng kiến cú vào bóng thô bạo của Thomas Nemsic, cổ động viên của Manchester United không khỏi tức giận. Trên mạng xã hội, họ chỉ trích trung vệ của Rosenborg và bày tỏ sự lo lắng cho Casemiro. Không có lý do gì để anh ta phá bóng như vậy. Manchester United sẽ mất 20-30 triệu bảng vì pha truy cản đó, một người bình luận. Chân của Casemiro gần như đã gãy đôi, người khác suýt xoa viết. Anh ta chẳng cần thiết phải vào bóng như vậy ở một trận đấu giao hữu tiền mùa giải, người thứ ba chỉ trích Nemsic. Cổ động viên có lý do để tức giận với pha vào bóng này bởi Casemiro đã liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mùa giải trước. Cụ thể, ở chiến dịch 2023-2024 của Manchester United, tiền vệ người Brazil đã nghỉ 83 ngày, bỏ lỡ 17 trận vì các chấn thương vụn vặt khác nhau. Manchester United đang muốn mua Manuel Ugarte của Paris Saint-Germain để chia lửa với Casemiro. Nhiều nguồn tin khẳng định tiền vệ người Uruguay rất muốn đến Old Trafford. Tuy nhiên, lời đề nghị 38 triệu bảng của Quỷ Đỏ vẫn chưa được câu lạc bộ Paris Saint-Germain chấp nhận. Manchester City chốt giá bán Ederson. Man City sẵn sàng để thủ thành Ederson Moraes gia nhập câu lạc bộ Al Nassr nếu nhận được một mức giá hợp lý. Ở mùa hè này, câu lạc bộ Al Nassr tiếp tục lên kế hoạch tăng cường lực lượng để cạnh tranh danh hiệu mùa giải tới. Và Ederson Moraes là một trong những mục tiêu hàng đầu của họ. Ederson vẫn là thủ môn số 1 của Man City. Tuy nhiên, người gác đến 31 tuổi sẵn sàng ra đi tìm kiếm thử thách mới. Thậm chí theo truyền thông Anh, câu lạc bộ Al Nassr đã đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn này. Nhiệm vụ còn lại của đội bóng Saudi Pro League là tìm tiếng nói chung với Man City. Al Nassr đã gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 30 triệu euro, tức là 25 triệu bảng Anh, nhưng bị Man City từ chối.
The Citizen cũng sẵn sàng bán Ederson, nhưng chỉ khi nhận được mức giá tối thiểu là 50 triệu euro, tức là khoảng 42 triệu bảng Anh. Hợp đồng của Ederson với Man City còn thời hạn đến tháng 6 năm 2026. The Citizen muốn giữ anh ở lại khi đề nghị gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Premier League sẽ không cấm cản nếu thủ thành người Brazil nhất quyết muốn chia tay Etihad. Về phần mình, câu lạc bộ Al Nassr sẵn sàng trả Ederson Moraes 900.000 bảng một tuần. Đây là mức lương cao nhất với một thủ môn trong lịch sử. Vào mùa hè năm ngoái, câu lạc bộ Al Nassr đã chi đậm để mang về một loạt ngôi sao như Alex Telles, Sadio Mane, Otavio, Marcelo Brozovic hay Aymeric Laporte. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, họ đã gây sốc khi chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo theo dạng chuyển nhượng tự do. Mặc dù sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu, nhưng ở một giải trước, Al Nassr chỉ đứng thứ 2 tại Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Hilal tới 14 điểm. Thêm một ngôi sao giã từ đội tuyển Pháp. Kingsley Coman, ngôi sao của Bayern Munich và đội tuyển Pháp đang cân nhắc việc giã từ sự nghiệp quốc tế sau khi bị huấn luyện viên Didier Deschamps kẻ lạnh tại Euro 2024. Kingsley Coman, tiền đạo của Bayern Munich đang đứng trước ngã ba đường trong sự nghiệp quốc tế của mình. Sau khi bị huấn luyện viên Didier Deschamps làm ngơ tại Euro 2024, ngôi sao 28 tuổi này đang cân nhắc việc giã từ đội tuyển Pháp để tập trung vào sự nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ. Tại Euro 2024, đội tuyển Pháp đã phải dừng bước ở vòng bán kết sau thất bại trước nhà vô địch Tây Ban Nha. Màn trình diễn của gà chấm Gauloises tại giải đấu này đã gây nhiều thất vọng và nhận không ít chỉ trích từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự vắng mặt đáng kể của Kingsley Coman trong đội hình của huấn luyện viên Deschamps. Theo báo cáo từ tờ L'Équipe, Kingsley Coman chỉ được ra sân tổng cộng 15 phút trong suốt giải đấu. Cụ thể, anh chỉ được tung vào sân ở những phút cuối cùng trong trận hòa không bàn thắng với Hà Lan. Thay vào đó, huấn luyện viên Deschamps liên tục sử dụng Bradley Barcola, một cầu thủ trẻ đầy triển vọng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Kingsley Coman. Sự thất vọng của Kingsley Coman là điều dễ hiểu. Anh là một thành viên quan trọng của đội tuyển Pháp trong nhiều năm qua, góp phần không nhỏ vào chức vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, sự thiếu tin tưởng từ huấn luyện viên Deschamps tại Euro 2024 đã khiến Coman phải suy nghĩ về tương lai của mình trong màu áo của đội tuyển Pháp. Không chỉ gặp khó khăn ở đội tuyển quốc gia, Kingsley Coman cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp câu lạc bộ. Mùa giải trước, anh chỉ ra sân 27 lần trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, một con số khá khiêm tốn đối với một cầu thủ đẳng cấp như là Coman. Nguyên nhân chính là do những chấn thương liên tiếp mà anh phải đối mặt kể từ khi chuyển đến Bavaria. Kể từ khi gia nhập Bayern Munich từ câu lạc bộ Juventus vào năm 2015, Kingsley Coman đã phải bỏ lỡ tổng cộng 107 trận đấu vì chấn thương. Đây là một con số đáng báo động và có thể đó là lý do khiến huấn luyện viên Deschamps e ngại khi sử dụng anh tại Euro 2024. Tuy nhiên, việc liên tục bị gạt ra khỏi đội hình chính đã khiến Coman cảm thấy bị tổn thương và đang cân nhắc việc giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung vào việc duy trì phong độ và sức khỏe cho câu lạc bộ. Mùa giải 2023-2024 cũng đánh dấu một cột mốc đáng buồn trong sự nghiệp của Coman khi anh lần đầu tiên không giành được chức vô địch Bundesliga cùng câu lạc bộ Bayern Munich. Sau 11 năm thống trị giải đấu cao nhất của nước Đức, Hùng Sám đã phải nhường ngôi cho Bayer Leverkusen. Điều này càng khiến cho Coman cảm thấy cần phải tập trung hơn nữa vào sự nghiệp của câu lạc bộ để lấy lại vị thế của mình. Quyết định của Coman nếu được đưa ra sẽ là một tổn thất lớn cho đội tuyển Pháp. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Coman là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới khi ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, sự nghiệp của một cầu thủ là ngắn ngủi và việc Coman muốn tập trung vào nơi mà anh cảm thấy được đánh giá cao và có cơ hội thi đấu nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.